Quý vị và các bạn thân mến, như ở phần đầu chương trình thì chúng tôi đã nói đến chiến tích của đội tuyển U23 Việt Nam nước ta. Và trong phần bản tin thể thao tổng hợp sáng ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành trọn thời lượng để nói đến chiến tích của đội tuyển nước ta tại vòng chung kết U23 châu Á. Và ngay lúc này tại phòng thu là biên tập viên thể thao Ngọc Tú. Xin chào anh Ngọc Tú ạ. Dạ vâng ạ, xin chào biên tập viên Quyết Thắng và xin được chào quý vị thính giả. Vâng, thưa biên tập viên Ngọc Tú, U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích của lịch sử, đó là lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết của một giải đấu châu lục. Vâng. Là một phóng viên theo dõi mảng thể thao thì anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau cái trận đấu tối qua được không ạ? Dạ vâng ạ, có lẽ rằng là không chỉ riêng mình tôi đâu ạ. Ngay trong lúc này thôi tôi có cảm nhận được đó là hơn 90 triệu người Việt Nam có lẽ rằng là cảm xúc vẫn đang rất là lâng lâng ạ. Vâng. Và còn cá nhân tôi thì tính đến thời điểm này, hiện tại ấy, thì dù là đang ngồi trong phòng thua của FM89 nhưng thực sự là vẫn là nghẹn ngào, cảm xúc nó rất là khó tả, đặc biệt là sau cái quả sút cuối cùng của hậu vệ Tiến Dũng thì thực sự là lúc đó nó vỡ òa luôn ạ. Nói Vâng. chung là thật là tuyệt vời. Và với cái chiến tích này thì ngay trong tối hôm qua thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng đến đội tuyển. Bên cạnh đó thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hay là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng hàng chục doanh nghiệp đã thưởng nóng cho U23 Việt Nam ạ. À, vâng, thưa anh Ngọc Tú là có thể nói rằng là chiến tích của đội tuyển U23 nước ta đã gây tiếng vang lớn ở không chỉ là trong nước cũng như là ở trong khu vực. Vậy thì trên các trang mạng xã hội hay là báo chí quốc tế đã có những cái bài báo hay là những cái bình luận như thế nào về chiến tích của đội tuyển nước ta? Dạ vâng ạ, ngay sau khi trận đấu kết thúc thôi ạ, hàng loạt trang báo của châu Á cũng như là quốc tế đã dành những lời khen ngợi là thực sự là ngạc nhiên, bất ngờ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Vâng. Cụ thể là trên tài khoản chính thức của mạng xã hội Twitter của Liên đoàn bóng đá châu Á có địa chỉ là afc.com đã có bài viết là không thể tin được, còn hơn mọi kịch tính của một bộ phim Hollywood, đã có trận tứ kết của một mùa giải châu Á kịch tính đến thế này chưa? Hay trang của Fox Sports Asia cũng bình luận đó là quả thật U23 Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn ở Trung Quốc. Và còn rất nhiều những trang báo khác cũng đưa tin, có lẽ đây là một sự chiến tích và là một phần thưởng xứng đáng cho cả đội ạ. Vâng ạ, có thể nói rằng là tôi cũng có thể chia sẻ đôi chút là bản thân tôi thì cũng cảm thấy là vỡ òa sau những loạt luân lưu cơn não, và có lẽ là phải đến 10 năm nay rồi ạ. Vâng. Và từ AFF Cup năm 2008 thì người hâm mộ Việt Nam mới lại có được niềm vui vỡ òa như đêm qua đấy ạ. Dạ vâng, đúng ạ. Phải nói đây là 10 năm. 10 năm rồi người hâm mộ mới có, nước nhà mới có được ăn mừng. Phải nói đúng là từ AFF của năm 2008. Vâng. Và mới nhất đây tôi cũng nhớ là 2 năm trước, người hâm mộ cũng vỡ òa nhưng mà thực sự là chưa được trọn vẹn. Đó là Vâng. trận đấu với Indonesia tại AFF Cup 2016. Trận đấu nghẹt thở khi chúng ta chỉ có chơi với 10 người và hậu vệ Quế Ngọc Hải đã phải làm người đóng thế làm thủ môn bất đắc dĩ. Nhưng đến đêm hôm qua thì thực sự người hâm mộ đã được ăn mừng một cách trọn vẹn và hàng ngàn con tim đã cùng chung nhịp đập. Có thể nói là một đêm không ngủ đối với nước nhà, đặc biệt là anh em thể thao chúng tôi ấy, có những chiêu vui với nhau là nhà hát lớn Hà Nội hay là như phố đi bộ Hồ Gươm đêm qua được ví như là thành Rome ạ. Như vậy thì có thể nói đây có thể nói là một cái sự ví von hơi quá phải không ạ? Không đâu ạ, nhiều người thì có thể là cho rằng là hơi quá, nhưng với những người chứng kiến cách ăn mừng đêm qua của người hâm mộ thì thực sự là quá không phải ngỡ ngàng đâu ạ. Tại sao tôi lại nói như vậy? Mời anh cùng quý vị thính giả cùng nghe những gì tôi đã ghi nhận được trong tối ngày hôm qua tại Hà Nội ạ. Nói chung là rất là vui. Việt Nam chiến thắng là rất là vui, anh em là cũng hết mình thôi. Quá mỹ mãn luôn, cuộc đời tôi từ năm 2008 bây giờ 10 năm rồi mới được dùng cái cờ này. Lúc này thì mình thấy thật tuyệt vời, lâu lắm rồi được chứng kiến những cái pha bóng, những cái cú mà rất tim. 10 năm rồi mình mới có lại được cái cảm giác như thế này, thật sự là rất là tuyệt vời. Dạ vâng ạ, đúng là cảm xúc vỡ òa đúng không ạ? Đúng ạ. Và chỉ nghe vậy thôi thì tôi có hiểu là anh Quyết Thắng có hiểu tại sao là tôi nói phố đi bộ đêm qua được ví như thành Rome vậy ạ? Đúng là có những ai mà có cơ hội được chứng kiến những cái cổ động viên của nước ta ở phố đi bộ Hồ Gươm hay là trên khắp các con phố ở Hà Nội thì mới cảm nhận được là đúng là mọi con đường đều tiến đến thành Rome của người hâm mộ rồi đúng không ạ? Dạ vâng, đấy đó, đấy đấy chỉ là một điểm cầu thôi thưa anh Quyết Thắng. Vâng. Hầu như tất cả 63 tỉnh thành đêm qua đều ăn mừng. Và theo ghi nhận của anh em phóng viên thể thao chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Cần Thơ thì đúng là một đêm không ngủ đấy ạ. Quá tuyệt vời, không thể tin được.
Thực sự là Việt Nam thi đấu quá xuất sắc. Nên là đội tuyển của chúng ta thi đấu nên là không hề thua kém đội bạn, quá tốt. Chiến thuật và các cầu thủ thi đấu quá tuyệt vời. Hy vọng là Việt Nam sẽ thi đấu tốt đối với các đội bóng đến từ Tây Á. Có khả năng là Việt Nam sẽ vào chung kết. Sự thì tất cả mọi người Việt Nam đều muốn đội tuyển Việt Nam mình tiếp tục đi sâu hơn vòng bán kết nữa. Trước mắt thì mình gặp Qatar thì thực sự mà nói nếu mà so Qatar cũng không phải là nhỉnh hơn Iraq là bao nhiêu, cho nên mình hoàn toàn có thể tự tin là nếu mình có dưỡng tinh thần và mình đang có hưng phấn thì hy vọng mình tiếp tục có một trận đấu hay và có thể là mình tiếp tục bước vào một trận chung kết lịch sử. Từ xưa đến nay mình chưa bao giờ chứng kiến cái mà tinh thần, cái mà thể lực, cái chiến thuật, cái ý chí của cầu thủ Việt Nam mạnh mẽ và quyết đoán như trận đấu này. Vâng ạ, thật là tuyệt vời. Một trận đấu có lẽ đem đến nhiều cảm xúc nhất cho người hâm mộ nước nhà. Và đây có thể là trận đấu hay nhất của mùa giải năm nay. Và tôi nghĩ nó xứng đáng là trận chung kết của giải. Đối thủ tiếp theo của chúng ta ở bán kết là U23 Qatar. Một đối thủ cũng rất là mạnh. Và chúc cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những chuẩn bị tốt nhất ở trận đấu tới. Và thay cho lời chào kết thì chúng tôi xin được chuyển đến các cầu thủ đang thi đấu tại Trung Quốc những lời nhắn gửi của cổ động viên nước nhà. Xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Tú đã chia sẻ với chúng tôi những cái điều thú vị vừa rồi ạ. Dạ vâng ạ. Mong các tuyển thủ là đá hết sức mình đem vinh quang về cho Tổ quốc. Người hâm mộ Việt Nam yêu các cầu thủ của đội Việt Nam và chúc các bạn luôn luôn sức khỏe để chiến thắng và Việt Nam vô địch. Cảm ơn tất cả các cầu thủ, cảm ơn huấn luyện viên. Cảm ơn tất cả mọi người đã vì màu cờ sắc áo của chúng ta.